Chiều ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, tại Ủy ban Nhân dân xã Phả Lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên long trọng khai mạc lễ hội hát đúm Xuân Giáp Thìn 2024. Dự lễ hội có đồng chí Trịnh Văn Tú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội Hát đúm xuân Giáp Thìn 2024 nhấn mạnh để tiếp tục phát huy kết quả của việc tổ chức lễ hội hát đúng với quy mô cấp huyện lễ hội năm nay được tổ chức tại xã phả lễ gồm hai phần phần lễ và phần hội phần hội được đổi mới với hai nội dung gồm tổ chức thực hành trình diễn của các câu lạc bộ tham gia lễ hội và phần thi đối đáp của các câu lạc bộ đã được thẩm định đánh giá chuyên môn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lễ hội và phát triển nghệ thuật hát đúm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu của huyện thủy nguyên góp phần quan trọng trong việc tạo nền tảng tinh thần vững chắc xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật hát đúm, tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ, đội ngũ nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động hát đúm của huyện, quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch huyện Thủy Nguyên, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách du lịch trong và ngoài thành phố. Lễ hội Hát Đúm Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng riêng năm Giáp Thìn. Trước đó, sáng ngày mùng 4 Tết, Ban tổ chức lễ hội, thành viên các câu lạc bộ hát đúm trên địa bàn huyện và nhân dân địa phương đã thực hiện nghi lễ dân hương, tế lễ tại Miếu Thành Hoàng Làng, xã Phả Lễ, theo nghi thức truyền thống của địa phương. Buổi chiều ngày mùng 4 Tết, ban tổ chức lễ hội đã trao hoa và cờ lưu niệm cho 10 câu lạc bộ hát đúm tham gia lễ hội và chương trình diễn sướng của 10 câu lạc bộ hát đúm đến từ 8 xã trên địa bàn huyện tham gia trình diễn hát chào, hát mừng, hát huê tình, hát đố giảng, hát họa, hát dầu, hát rượu, chơi nhà, hát thách cưới, hát cưới chịu, hát lính, hát đi học và hát ra về. Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch ủy Ban Nhân dân huyện lên đánh chống khai hội. Ngay sau lễ khai mạc là phần thi ứng tác tại chỗ của 6 câu lạc bộ hát đúm đến từ 6 xã Thủy Đường, Ngũ Lão, Trung Hà, Phục Lễ, Phả Lễ và Lập Lễ. Theo đó các câu lạc bộ bốc thăm chọn đội thi ứng tác với nhau. Mỗi câu lạc bộ được đố một lần với 4 đề thi do các câu lạc bộ thi ứng tác tại chỗ thu hút sự quan tâm cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Trung cuộc ban tổ chức trao hai giải xuất sắc cho câu lạc bộ hát đúng phả lễ và câu lạc bộ hát đúng lập lễ, hai giải nhất cho câu lạc bộ hát đúng phục lễ và câu lạc bộ hát đúng ngũ lão, hai giải nhì cho câu lạc bộ hát đúng thủy đường và câu lạc bộ hát đúng trung hà và bảy giải chuyên đề cho các câu lạc bộ dự thi. Cũng tại lễ hội, ban tổ chức đã trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai lễ hội Hát Đúm huyện Thủy Nguyên năm 2025 cho xã Phục Lễ.